chào tất cả các bạn, mùa xuân đã tới, còn mình là Thùy Dương. Mọi người hay thường gọi mình là TD. Và các bạn đang xem chương trình Sang Không Khó do TD làm hot. Đến với Sang Không Khó, số kỳ này TD sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn gái cách thức làm đẹp để đi chơi Valentine và dịp Tết âm lịch. Làm sao để vừa đẹp vừa sang mà lại vừa không có khó. Chính vì vậy các bạn sẽ thấy TD từ thế này thành ra hôm nay. Đầu tiên, trước khi make up, lúc nào chúng ta cũng phải dưỡng da. Và TD đã có một clip hướng dẫn rất là kỹ về phần này rồi. Các bạn có thể click ở đường link ở phía dưới để xem nhé. Ở đây thì TD đã hoàn thành xong lớp nền cũng như là chân mày. Các bạn nhớ đừng bỏ qua lớp primer trước khi đánh nền để không bị bóng lộ nhé. Che khuyết điểm là bước tiếp theo. TD sử dụng kem che khuyết điểm Kill Cover màu số 3 của Clio. Đây là một bước nhỏ nhưng tác dụng rất là lớn, các bạn không được bỏ qua bước này. Nếu các bạn không muốn anh yêu của chúng ta đứng ở ngay giữa phố đi bộ và phá một câu xanh rờn. Đứng xa nữa em ơi. Đứng xa xa nữa chụp mới đẹp đó em. Xa nữa đi em. Mụn chúa. Và các bạn cũng đừng quên phủ một lớp phấn, phủ để cố định lại phần che khuyết điểm của chúng ta. Trong phần đánh mắt ngày hôm nay, TD sẽ sử dụng bảng màu mắt Venus của Lancrane. TD quyết định sử dụng bảng màu mắt Venus này bởi vì nó có tông màu hồng đào ở đây. TD nghĩ rằng là tông màu hồng đào này sẽ rất là ngọt ngào, rất là phù hợp với lại mùa Valentine. Đầu tiên, TD sẽ sử dụng cỏ Sigma Y40 và dùng màu Creation để tạo hố cho hốc mắt trước. Tiếp theo, TD sẽ sử dụng cỏ Bobbi Brown Eyeshadow và sử dụng màu Shell này để phủ lên toàn bộ bầu mắt. Tiếp theo, TD sẽ sử dụng cỏ Morphe 507 và sử dụng màu Rebirth để nhấn lên hốc mắt thêm một lần nữa. Đến với phần kẻ mắt, TD sẽ sử dụng chì không trôi của Sephora để viền bên trong mí trên của lòng mắt, đồng thời sẽ vẽ một đường eyeliner một nửa đuôi mắt ở trên. Hôm nay TD sẽ kẻ eyeliner bằng chì bởi vì những đường nét kẻ eyeliner bằng chì nó sẽ mềm mại hơn là kẻ bằng nước và nó sẽ giúp cho những đường nét trên đôi mắt của chúng ta không có bị quá là ác, mà ác quá thì trai sẽ không có thích. Đối với phần mí mắt dưới thì TD sẽ sử dụng cọ Morphe M574 và màu Rebirth để nhấn một nửa đuôi mắt dưới trước. Mình sẽ sử dụng cọ Morphe M507 và màu Creation để tán toàn bộ mi mắt dưới. TD sẽ sử dụng một cây chì để kẻ bên trong viền mắt dưới của CanMax và mã số là 11 để giúp cho đôi mắt của chúng ta bừng tỉnh hơn và long lanh hơn. Đối với phần đầu mắt thì TD sẽ sử dụng màu Aura để làm cho đôi mắt của chúng ta có thể sáng hơn. TD sẽ sử dụng bấm mi và chút mascara của Maybelline dòng La Sensational để cho đôi mắt của chúng ta đã to nay còn to hơn. Bởi vì Valentine là dịp mà chị em chúng ta sẽ đi chơi với trai, cho nên hôm nay TD sẽ sử dụng thêm màu nhũ để đánh ở phần đầu mắt dưới, giúp cho đôi mắt của chúng ta thêm kịch tính và long lanh hơn. Tông màu nhạt và đơn sắc chính là xu hướng của mùa xuân năm nay, thay cho tất cả những tông màu đậm. Với xu hướng đơn sắc của năm nay thì TD sẽ vẫn đánh màu má cùng tông với lại màu mắt. Chính vì vậy mà TD sẽ dùng màu mắt Rebirth để làm màu má luôn. Và để tạo chiều sâu cho khuôn mặt thì TD sẽ sử dụng phấn highlight của Mamon với mã số 02 và sử dụng cọ Zueva mã số 228 để đánh highlight trên khuôn mặt. Sẽ đánh một chút ở vùng chữ T. Và để tạo hiệu ứng cute dễ thương cho chiếc mũi của mình thì TD sẽ sử dụng màu Creation để đánh một chút khối ở dưới mũi. Và để làm mờ đi một chút thì chúng ta sẽ sử dụng cây cọ đánh highlight vừa rồi. Với phần son môi thì TD sẽ sử dụng son dưỡng Dior với mã màu có tên rất là dễ thương, đó chính là Princess 553. Và màu môi tất nhiên TD sẽ sử dụng cùng tông màu luôn với lại màu mắt. TD sẽ đánh son
lem ra ngoài viền môi một chút để tạo cho hiệu ứng đôi môi của chúng ta sẽ căng mọng. Bước cuối cùng cũng chính là điểm nhấn của layout ngày hôm nay và cũng được rất nhiều nhà mốt trên thế giới ưa chuộng, đó chính là tạo tàn nhang. Xin được chia sẻ là đây là một bước không hề dễ. Nếu ai làm chưa quen tay thì rất là dễ bị hư. Nhưng mà TD ham lời, liều ăn nhiều nên hôm nay TD sẽ chơi tới bến. Chúng ta sẽ sử dụng nền của L'Oreal với mã màu là 08 Coco để tạo tàn nhang trên gương mặt của mình. Và khi chấm tàn nhang thì chúng ta nên chấm ngẫu nhiên một chút. Và đừng có chấm nó quá đều thì sẽ giống như là bị chấm bi vậy. Và để tạo hiệu ứng cho những lớp tàn nhang này thật hơn thì chúng ta nên phủ nhẹ một lớp phấn để cho tàn nhang của chúng ta ăn sâu vào làn da. Đây là TD đã hoàn thành xong layout của ngày hôm nay rồi. Còn chần chờ gì nữa, hãy lên đồ chuẩn bị đi chơi với gia đình và giữa giờ lén đi chơi với trai thôi. Bạn có thấy layout đi chơi Tết và Valentine của TD có dễ thương không? Nếu có thì các bạn hãy cho TD một like và một comment ở phía dưới nhé. Nếu các bạn nào có câu hỏi hoặc là layout nào yêu cầu cũng đừng ngần ngại chia sẻ cho TD biết. TD sẽ giải đáp hết tất cả mọi thắc mắc của các bạn. Và cuối cùng các bạn hãy nhớ rằng sàn không hề khó, chỉ có TD mới khó thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những layout lần sau. Đừng quên đăng ký và theo dõi trang của Nomad Management Việt Nam để theo dõi những hoạt động từ những người mẫu khác nhé.